Hi, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video clip. Mình sẽ tự cắt tóc chính bản thân của mình. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình làm cái việc này. Mình cũng không biết là nó có thành công hay không, hay là nó sẽ trở thành một cái thảm họa nữa. Nhưng mà mình muốn trải nghiệm thử cái cảm giác tự mình cắt tóc sẽ như thế nào, và mình có làm nên một kiểu tóc đẹp hay không. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy tông đơ và sau đó mình sẽ đi cắt tóc nha các bạn. Và các bạn hãy theo dõi quá trình mình cắt tóc như thế nào nha. Ok, bây giờ mình có cái tông đơ ở đây rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tự cắt tóc cho mình nha. Ok, các bạn coi nha. Đùa thôi chứ giờ chơi lớn luôn này. Hẹn gặp lại. Banh cái đầu rồi.